Xin chào quý vị và các bạn. Sau 2 ngày nắng ráo thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân miền Bắc, thì từ hôm nay, hiện tượng sương mù, nồm ẩm bắt đầu xảy ra ở các tỉnh ven biển, sau mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh sau khi yếu và lệch ra phía đông tạo điều kiện cho đới gió Đông Nam hình thành và đưa ẩm vào khu vực phía Đông Bắc Bộ. Do đới gió Đông Nam mới tác động nên trưa chiều vẫn có thể hứng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại đây là từ 23 cho tới 25 độ. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ nằm ngoài vùng tác động của đới gió Đông Nam ẩm, vì thế trời vẫn có nắng sớm, mức nhiệt ngày cao từ 25 đến 28 độ. Gió Đông Nam của khối khí ẩm cũng tác động đến miền Trung nhưng chủ yếu là khu vực phía Bắc của đèo Hải Vân, làm cho hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều, tầm nhìn xa giảm thấp, ảnh hưởng tới việc lưu thông. Từ sau 9 giờ sáng, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trời sẽ chuyển nắng trở lại. Nền nhiệt cao nhất tăng lên mức là 26 đến 28 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời vẫn có nắng từ sớm, nhiệt độ cao ổn định trong ngưỡng là 30 đến 33 độ. Ở phía Nam nằm sâu trong khối không khí ổn định nên Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong những ngày ít mưa. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 31 cho tới 34 độ, nắng nóng cục bộ. Còn ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông vẫn xảy ra nắng nóng ở trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Thời gian nóng trong ngày duy trì từ 11 giờ trưa đến khoảng 15 giờ chiều. Trên biển, khối không khí lạnh yếu đi, trường gió trên hầu khắp các khu vực biển của nước ta đều giảm cấp. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc đến Đông trong khoảng là cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 4 đến cấp 5. Hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của El Nino khiến lượng nước ở sông Cửu Long về ít hơn, gây ra tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh miền Tây, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của hàng triệu người dân. Và trước tình hình này, nhiều địa phương hiện đã lên phương án trữ nước ngọt khẩn cấp. Tại Cà Mau, khô hạn đã làm hơn 3.700 hộ gia đình bị thiếu nước ngọt sinh hoạt. Địa phương hiện đang khẩn trương thiết lập các điểm cấp nước tập trung, cấp bồn trữ nước và kéo dài đường ống tại những khu vực đã có công trình cấp nước tập trung. Còn tại tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Sóc Trăng cũng đã triển khai đầu mối, đấu nối, hòa mạng các trạm, hệ cống cấp nước với nhau để điều hành áp lực nước từ trạm cấp nước có công suất lớn, chất lượng nước tốt cho các trạm. Hệ thống công suất nhỏ hơn đưa xe bồn chở nước đến nơi hạn hán xâm nhập mặn nhằm phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Còn tại Vĩnh Long, các ngành chức năng đã phát thông tin trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh để người dân, các tổ chức sản xuất được biết, chủ động ứng phó. Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp và hộ dân ở các huyện bị nhiễm mặn cũng tự trang bị máy đo độ mặn để chủ động lấy nước.